mà lần đầu thì cưới năm 98, đến 2006 thì bà bị tai nạn và mất, nuôi con trai mình. Đến mấy 2012 mới kết hôn lại, đầu 22 cuối 23 chia tay. Em xin lỗi chương trình bởi vì em rất là xúc động. Không sao đâu em. Khi mà hôm nay nghe chị kể thì em mới biết được cái mối tình của chị dài như vậy. Hồi xưa em cũng có biết được là chị quen anh đó, nhưng mà em cũng không có nghĩ là sâu đậm như vậy, bởi vì cái này cũng một phần lỗi là do em. Em Nguyễn Duy Út, sinh năm 1970, hiện tại là tài xế. Anh sinh năm 70. Dạ. Anh lớn hơn Linh tuổi. Tài xế này vui tính không? Vui vẻ, hòa đồng, nếu hay giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác. Anh tài xế xe tải, xe buýt, xe 4 chỗ, xe 5 chỗ hay xe 1 chỗ? Xe buýt ạ. Xe buýt hả? Dạ. Ôi, anh lái xe buýt từ xưa giờ luôn hả? Rồi, mười mấy năm. Mười mấy năm luôn. Tuyến nào anh? Tuyến 55. 55 là đi đâu? À, công viên phần mềm Quang Trung, đi bến xe miền Đông mới. Dạ. Rồi, quen anh xe buýt, khỏi tốn tiền đi xe. Bên tôi vậy đó, tài xế xe buýt đó, nhà gái thấy sao? Mời nhà gái giới thiệu với mình ạ. Dạ chào Ngọc Lan, anh Huyền Linh với lại các khán giả đang xem chương trình. Em là Trần Thị Hiền, 50 tuổi, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là dạy yoga. Yoga? Trời ơi. Em có nằm trên tuyến xe buýt 55 không? Dạ em có đi là. Có đi hả? Rồi, có đi tuyến 55 anh. Rồi hả? Dạ có. Trời ơi. Vậy là chúng ta đã từng đi trên một chuyến xe nhưng không để ý. Giữa dòng đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau. Giữa đầu đời tấp nập, ta vô tình xé vé của nhau. Lần này đi không có xé vé nữa nha. Lên xe khỏi mua vé luôn. Bữa nào tôi tổ chức yoga trên xe buýt luôn, cho nó hấp dẫn anh ha. Được không? Được. Ưu điểm khuyết điểm bên nhà gái có gì lạ lạ không? Chào anh Linh. Rồi. Chào nhà gái. Dạ. Mình ưu điểm nào mình thấy mình nổi bật? Dạ, ưu điểm của em là biết lắng nghe chia sẻ. Lắng nghe chia sẻ hả? Dạ, siêng năng chịu khó và thích học hỏi. Khuyết điểm? Khuyết điểm em nhiều lắm. Thí dụ? Dạ. Em rụt rè, sợ đám đông. Trời ơi, cô giáo dạy yoga mà rụt rè rồi làm sao mà nhận học trò? Rồi đám đông về dạy yoga làm sao? Dạy yoga thì nó tự tin hơn, còn ra là đám đông sợ lắm. Chút mở rào ra cái yoga cho ông con thấy cái ha. Được cái hút của xe buýt tuyến 55 luôn. Được không anh? Dạ. Bây giờ nè, đường tình duyên anh sao? Nói chung là cũng lình đỉnh anh. Hai lần, mà lần đầu thì cưới năm 98, đến 2006 thì bà bị tai nạn mà mất, nuôi con trai mình. Đến mấy 2012 mới kết hôn lại, đầu 22 cuối 23 chia tay. Sao chia tay anh? Nói chung là mình công việc nó bận, đi sớm về trễ nhiều nên là cũng ít quan tâm. Cái mối trước có con không? Có, con trai mà lấy vợ. Lấy vợ rồi, nhiêu tuổi? Năm ngoái, sinh năm 99. 99, cái mối sau? Mới sau thì con sinh 2015. Gái hay trai? Trai. Là hai trai luôn? Dạ, ở mẹ. Bây giờ có ở chung với anh không? Ở với mẹ, em ở mình. Anh ở mình? Dạ. Ở đâu? Ở như Gò Vấp, quê thì ngoài Thanh Hóa. Đó là nhà của mình hay nhà trọ? Trọ. Nhà mướn hả? Dạ. Đó giờ chưa có... Đất có đất nhưng mà đang dưới Đồng Nai. Hai miếng Bình Dương thì cho con trai lớn. Dưới Đồng Nai thì đang để đất chưa có về. Đồng Nai. Bên đây thì cũng đường tình duyên nó lận đận. Để qua bên đây. Lỡ hai chuyến xe buýt rồi. Mình thì sao chị? Dạ em đã trải qua một mối tình. Dạ. Và em cũng đã rất là hối tiếc, dành hết thanh xuân cho một mối tình không có cái kết tốt đẹp. Cô làm sao? Tức là lúc đó em khoảng hơn 30 tuổi. Em có quen một người, tình cảm cũng sâu đậm. Đến cái thời điểm đó chắc khoảng hơn một năm gì đó, hai năm gì đó, thì anh ấy yêu cầu em là sanh con trước. Thì em không chịu. Anh ấy đấy là sao không tin tưởng anh. Nói là không phải tin tưởng, nhưng em để muốn để cái ngày vui để cho nó trọn vẹn. Xong rồi từ lúc đó thì tình cảm của tụi em nó nhạt nhòa từ qua cái thời điểm đó. Xong rồi tụi em cũng kết nối lại, rồi sau này cũng có tiến tới, có ý định tiến tới, nhưng có gặp những cái vấn đề á, nên là thôi. Xong đến gần đây thôi thì lúc đó anh ở quê, anh vô đây làm việc, thì thôi anh nói là anh về quê luôn, không vô đây nữa. Lúc anh sắp về em mới nói là ông cũng mà thương em, nếu còn tình cảm thì còn cho nhau cơ hội. Thì anh cũng về, anh hứa hẹn với em là lúc đó cuối năm 21 thì anh nói thôi để đầu năm ăn Tết 22 xong thì gia đình ảnh bước qua nhà em.
Rồi sao? Tới qua Tết thì em chờ hoài em không thấy thì em mới hỏi anh. Anh mới nói là hiện tại thì anh chưa có thời gian. Cuối cùng đi, cuối cùng nó là sao? Có cưới nhau không? Dạ không, em chờ hoài cái. Anh chờ bao nhiêu năm? Dạ, anh lại hứa nữa. Cưới là để qua Tết 23 thì anh sẽ vô. Xong rồi chờ hoài, anh cũng không biết. 23 không thấy luôn? Dạ không, thì anh cũng nói là anh cũng bận còn làm vườn. Và thật rồi em vẫn tin, không một chút nghi ngờ. Vậy là anh chờ mấy năm rồi? Dạ lâu lắm rồi anh. Lâu là khoảng bao lâu? Dạ hơn 10 năm. Hơn 10 năm? Dạ. Ông cứ hứa hoài, cứ chờ hoài luôn. Dạ. Rồi giờ ông đâu rồi? Để em kể. Cuối tháng 10 á thì anh mới hẹn là Tết Tây vô. Tết Tây 24 này nè anh. Em cũng đợi hoài em sao không thấy. Em cái cảm giác em sốt ruột á. Thì em mới gọi điện ra thì anh mới nói là mập mờ, anh không có nói chính xác. Thế là em mới liên hệ với lại người chị họ của ảnh. Em nói thôi bây giờ có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng ra đi. Chẳng thà em biết thôi, em khỏi có chờ đợi gì hết. Chứ để vậy em cũng khó chịu lắm. Thì em nói riết thì chị mới cũng nói thật cho em là ảnh đã có người khác rồi, ở chung một nhà rồi. Chờ mười mấy năm mà. Cứ hứa hoài, hứa thật nhiều, bỏ qua đi. Giờ đi xe buýt thôi. Tức là chưa, chị là chưa lấy chồng luôn. Dạ. Chị còn... Chị có trao thân cho người đàn ông chị chờ mười mấy năm đó chưa? Dạ chưa. Ông hứa hên đi đó. Hên đó. Đúng. Chắc ổng chờ trao, chờ hoài không được. Thì bởi vậy. Cho nên ổng đi về quê luôn. Ông ép dù có con đó. 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 Ông là hên vậy đó. Quá. Thiệt là hên quá. Phải trao là xong luôn rồi. Trao là giờ ngậm ngùi rồi. Vậy đó, tìm người tốt hơn. Đúng rồi. Bây giờ chị mong muốn có người đàn ông như thế nào nè? Em muốn có người đàn ông thật là hiền lành, biết quan tâm người khác, cầu tiến, không rượu chè, hút thuốc, cờ bạc, bê tha. Còn. Chứ không ở dơ nữa. Không ở dơ nữa đó, quan trọng chỗ đó đó. Có ăn chơi tứ đồ tường rồi cờ bạc rượu chè này kia không? Không, nói chung là mấy cái nhậu thì cũng không có nhậu mấy. Không có hả? Giờ chạy xe buýt nên độ đồng độ cồn cao lắm nên đâu có dám đâu. Đúng rồi. Có ở dơ không? Ngày tắm hai lần. Ngày tắm hai lần đợn chị ơi, được không? Dạ. Đó. Uống lái xe buýt ta tắm đâu ra hai lần? Sáng tắm lần, tối về tắm lần. Sáng tắm, chiều tối về tắm. À, sáng sớm leo lên tắm lần. Trước khi chạy là phải tắm. Bây giờ anh mong muốn có người yêu như thế nào? Chứ bà chị em bà hiền quá trời ơi. Thông cảm, chia sẻ. Mà bà chị em đặc biệt cái là không có kinh nghiệm gì hết trơn trọi nghe. Anh có mong muốn gì nữa không? Nói chung là quan tâm nhau là như quan tâm nhau thôi đúng không? Rồi, chị đi với ai vậy? Dạ, đi với em gái cô và hai học viên của em. Dạ. Đâu em gái đâu, em ruột á hả? Trời ơi, sao bà khổ vậy mà sao không đi giúp cho bà kiếm cái ông đó coi xong rồi. 16 năm trời sao không cản bà vậy trời? Ừ, cứ chờ đợi, đợi chờ hoài mười mấy năm. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, là xin chào em gái xinh đẹp Ngọc Lan. Dạ. Cùng với lại tất cả các anh chị có mặt trong trường quay hôm nay. Thì em là em gái của chị Hiền. Thật sự phải nói là chị rất là hiền, đúng với lại cái tên của chị luôn. Dạ, em xin lỗi chương trình bởi vì em rất là xúc động. Không sao đâu em. Khi mà hôm nay nghe chị kể thì em mới biết được cái mối tình của chị dài như vậy. Hồi xưa em cũng có biết được là chị quen anh đó, nhưng mà em cũng không có nghĩ là sâu đậm như vậy. Bởi vì cái này cũng một phần lỗi là do em, do công việc rồi do gia đình cũng ít có tâm sự với chị. Mà thật sự là thấy thương chị rất là nhiều. Bởi chị rất là hiền và cũng rất là nhút nhát. Ở nhà thật sự với nó là mọi công việc trong nhà đều chỉ là do chị cán nén hết. Chăm lo để thờ cúng ba mẹ cũng là chị. Giữ gìn nhà cửa cũng là chị. Thật sự hôm nay là nghe chị kể, em ngồi em rất là kìm lòng để không chảy nước mắt. Nhưng mà em xin lỗi chương trình là em đã không kìm được. Và hôm nay đến đây thì em cũng chỉ mong cho chị em tìm được một nửa yêu thương của mình. Đối với gia đình em thì đẹp xấu không thành vấn đề, giàu nghèo cũng không thành vấn đề. Cái vấn đề quan trọng nhất đối với gia đình của em là chỉ cần hai anh chị đến với nhau bằng cái tấm lòng chân tình, bằng cái trái tim yêu thật sự. Nếu như thật sự mà anh chị có cái rung động với nhau thì em cũng mong muốn là anh chị cho nhau một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau. Còn cái vấn đề chân thành hay không, hay là hợp nhau hay không thì thời gian nó sẽ trả lời. Dạ, em xin cảm ơn chương trình. Đây có hai người em tình cảm quá ha. Hỏi nhà trai ạ. À. Hỏi nhà trai thôi. Riêng mình. Riêng mình hả? Dạ. Rồi anh cứ lo. Nói chuyện có gì cần Linh hỗ trợ cho ha. Dạ. Mở rào. Bó hoa đẹp quá. Mạnh dạn lên anh. Chào mẹ. Dạ, chào. Chào mẹ, lại gặp mặt. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em tới đây em cũng có món quà em tặng anh. Dạ, cảm ơn. Rồi, yoga gì biểu diễn cái coi. Dạ. Rồi,
Mời chị. Đâu vậy? Thay y phục. Vô thay đồ. Thôi. Thay y phục nữa hả? Trời đất ơi. Xác chưa? Xuất sắc. Bây giờ vậy nè, chị luyện cho ổng một động tác thôi. Một động tác nào dễ nhất, chỉ cho ổng này yoga cho bớt cái bụng coi. Rồi, giơ tay lên. Rồi, coi chân lại. Lên. Dạ, khó ạ. À. Cứng cái bụng quá. Cứng quá. Kệ nó, một hai cái thôi động tác coi. Được đó. Cái tay. Mấy giây? Một phút. Chết rồi. Một phút là tới mặt mềm luôn đó. Ổn định huyết áp được rồi không? Huyết áp ổn định không? Một phút lận. Đổi thế đi. 30 giây thôi. Động tác nào dễ dễ coi. Còn động tác thứ hai. Được. Đó. Thử coi, thử coi được không anh? Vô 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 thế. Mới bụng lại lái xe nó mới được anh ơi. Nói chung là giống đầu hàng. Thôi một động tác nữa. Rồi động tác này dễ nữa đó. Dạ. Rồi khuỷu gối. Thật ra nếu mà mình chơi với nhau á, mình đến với nhau á, anh phải tập cho xuống cái bụng. Dạ. Nha. Tập gì dễ xuống, tập bao lâu xuống cái bụng chị gái? Về một tháng. Một tháng mà phải chăm chỉ. Phải chăm chỉ đó nha. Phải có mục đích anh. Dạ. Hôm trước Linh 90 mấy ký. Một mục đích thôi là Linh xuống là 10 mấy ký luôn á. Bụng anh ngồi lái cũng 72 ký mà giờ xuống 67 hả? Anh 67 hả? Dạ. 67 sao cái này bự vậy? Tại công việc ta ngồi không hả? À, rồi thôi được rồi. Bây giờ mình vô mình thay đồ lại coi. Chào mừng chị quay trở lại với chương trình ạ. Bây giờ đó mình trò chuyện với nhau đi nào. À, dạy đâu? Dạy ở nhà luôn. Dạy tại nhà luôn hả? Dạ. Thường thường tối là em rảnh đúng không? Dạ. Nói chung là xe bếp anh thì cũng bận nhưng mà cũng sắp xếp được. Hôm nào về sớm thì quận 12 thì cũng gần. Anh hỏi chị đi là chị thích hẹn hò ở đâu rồi anh chở chị đi. Em thì em muốn đi chơi đâu? Em thích đi du lịch. Lẽ giờ đi du lịch lấy xe bếp chở qua đi. Em có gì muốn hỏi anh không? Anh nói em chưa có rõ. Em nói nhỏ quá. Nhiều cái nghe. Đứng gần luôn đi. Đứng gần hai người nói chuyện cho nó dễ. Hai người nó nhỏ quá mai nghe chứ á. Rồi hai người đứng đây cho nó dễ luôn nè. Đưa tay lên đây. Cuộc sống mình đã gọi là rất là nhiều cái gọi là tổn thương rồi. Bây giờ làm sao để bù đắp tổn thương cho chị? Như em cần một người chồng như thế nào? Tức là phải hiền lành, biết quan tâm người khác, cầu tiến, tôn trọng người khác. Cái đó thì để anh làm được. Dạ. Nhưng mà em có ngại nếu anh có con? Dạ có. Nàng còn có đứa con nhỏ nhưng mà năm nay 9 tuổi. Phải lo cho chu tóc cho con. Bây giờ bé sống với ai anh? Sống với mẹ. Dạ. Anh đang ở mình đó. Rồi hai người về dự định coi có con được nữa không? Theo em thì sao? Chị không biết gì chứ á. Hỏi coi chị có muốn có con không? Em có muốn có con? Thực ra thì giờ em đã lớn tuổi rồi. Em cũng không muốn cái điều đó nữa. Tại khi mà mình sinh nó ra thì mình cũng không biết khả năng mình nuôi nó được hay không. Bây giờ nếu như anh lấy chị về thì ở đâu làm gì? Anh đưa ra một kế hoạch cho chị biết đi. Dạ trước mắt nhưng mà đang ở trọ như Gò Vấp á. Còn thằng Niêu sau này thằng Niêu chắc thằng Niêu về chỗ Đồng Nai với chỗ đất chứ Đồng Nai. Dạ. Ý em sao? Ở đâu mà tiện lợi thì làm ăn là được hả?
Đúng rồi, thì giờ trước mắt mình đang làm thì cứ phải làm, nhưng mà sau này lúc nào về thì đi với tính là về luôn, đi xây nhà ở luôn. Dạ. Thế bây giờ nếu mình nếu xuống Đồng Nai thì cũng xa, đi làm xa. Dạ. Thế thì Diệu, nếu mà ở chung một nhà thì anh có thể là anh có thông cảm với công việc của em không? Đó được mà, nếu có gì đâu, quan trọng là nếu mình tin tưởng nhau, nếu mà chia sẻ nhau là được rồi. Chị đang ở nhà với ai? Ở nhà với chị gái. Chị còn chị gái nữa. Dạ. Vậy mình lấy chồng gì đâu ở nhà đó được đúng không? Dạ không. Là phải ở nhà chồng đúng không? Dạ. Đó, anh phải lo chỗ nào cho chị ở gần chỗ tập và có thể mở được cái chỗ tập được không? Được, chắc được. Ta chưa lần nào biết tình yêu là anh gì. Anh mà lấy em về, anh có được có mở được cái phòng tập cho em không? Phải đi coi mặt bằng mướn, chắc được, cái gì nó không được. Dạ. Tìm mặt bằng cho nó phù hợp, nếu mà điều kiện mình nếu nó phù hợp như mình mở thôi. Bây giờ anh hứa chị đi, về chung một nhà anh sẽ làm gì cho chị, đem hạnh phúc cho chị thế nào, nói cho chị. Nói chung là quan tâm, người chia sẻ, yêu cho yêu thương, yêu chung thủy. Dạ. Yeah. Còn chị thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng thật thật tình. Bây giờ thật ra cái tuổi này đó, cô không phải yêu đương gì, nó dữ dội lắm. Chúng ta cần một người để tri kỷ, tri âm, một người để nương tựa với nhau, một người có thể chia sẻ tất cả những nỗi vui buồn trong cuộc sống này. Như vậy là đã hạnh phúc rồi anh chị ha. Mình về đi làm bạn già với nhau, đi chăm sóc, chia sẻ. Nhưng mà trong cái công việc nhiều lúc nó cũng chết ấy. Mình về cũng có người chia sẻ. Chị thấy được không? Quan tâm nhau. Dạ được ạ. Dạ rồi, mời anh chị mời về chúng rồi. Để tay mình bấm bên trai. Chúng ta đủ để quyết định cuộc sống của mình, đủ để quyết định bấm hay không bấm. Chuẩn bị 3 2 1 bắt đầu. Nhà gái chúng ta không bấm. Chị có bấm không chị? Chị có bấm không? Dạ không. Chị không bấm hả? Dạ. Chị còn băn khoăn điều gì nè? Em chưa cảm nhận được cái tình cảm của ảnh. Chưa cảm nhận tình cảm dạ, của anh là em chưa cảm thấy rung động. Anh ít nói quá. Anh đi xin biết anh có nói nhiều không? Không. Thôi giờ vậy, lỡ không bấm rồi, nhưng chuyện làm phải làm. Sáng anh lấy xe buýt anh đi chở chỗ tập. Đa phòng tập của người ta ở nhà. À quên. Trước khi chạy xe buýt, ghé sang rủ riêng sáng cà phê anh trai. Dạ, có điều kiện như đó gần mà. Đúng rồi, nếu anh thấy đây là người hợp với mình, tối về giao xe buýt xong qua chở chị đi ăn tối. Cứ như thế chúng ta trở thành người bạn trí âm tri kỷ lúc nào không biết. Được không anh? Dạ. Chị tính. Rồi, đây là những phần quà dành cho hai bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Quà tặng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet là gói tập 1 tháng công nghệ EMS trị giá 7,5 triệu đồng. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút và bạn có thể tổng thể lại vóc dáng như ý. 25 phút. Mấy anh chạy? 5, 4, 3, 2, 1, 4, 5. Hôm nay chúng tôi gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và con xin... Dạ, đừng có dành của con. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời quý vị. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Mời trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và chào toàn bộ khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thiện, sinh năm 1995 và hiện tại em sinh sống ở Bình Dương, làm giám sát kho của công ty Bình Dương Hai. Ngày hôm nay em có những đồng người thân quen. À, thì có một người ở ba mẹ với ai nữa? Dạ em ở với ba mẹ có hai chị riêng về con mình em với ở ba mẹ thôi. À. Rồi thì sinh năm 95 là một người làm giám sát kho. Mời nhà gái. Thì
Sơn chị A và đang làm nhiều cái tình. Em sinh ra lớn lên thành để bổ sung vào sẽ có. Tức là hiện tại đang sống ở Sài Gòn. Em ở vùng mấy? Em ở nhà của mình. Rồi, cô gái của chúng ta sống sinh ra ở Hà Nội nhưng mà mới chuyển vào Sài Gòn được 1 năm thôi ạ. À, Minh Thảo hả? Dạ vâng ạ. Minh Thảo là marketing hả Thảo hả? Vâng ạ. Rồi, một người giám sát kho, một người marketing. À, mình nói cho nhà gái biết đi, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì khá là trung thực và công việc đó khá là kiên định và bản lĩnh. Bên cạnh đó thì có tiếng Hàn Quốc và được một người tiếng cách tiếng mạng thành được cách quyết định sử dụng. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi ham chơi và khuyết điểm theo đó là hơi sống này cũng bị nhiều. Và em có một cái hình sống nhỏ xíu và cái gì tay cũng nói đều không có tay. Thế là em tự nhiên xét là điểm yếu. Không có yếu đâu. Ừ, cái đó không có yếu đâu nha. Cái đó là một trong những cái thôi. Nói chung không sao cả. Đó không phải là điểm yếu đâu. Rồi, mời nhà gái. Mình nói điều gì thì điểm yếu anh. Về cái điều của em thì là em còn khá hòa đồng. Khi mà mình mới làm cái gì thì cũng sẽ dễ dàng một điều của nói chuyện. Còn một điều của em thì cũng có nhiều. Không phải là cái người nào mà rất tích cực, có lý á, thì em sẽ đồng ý, còn nếu không thì sẽ phải tranh luận để đưa ra được cái cuối cùng. Cứ thế em có thể có một cái điều gì của xíu cũng được. Vậy là khá tính lắm á, đúng không? À, nhưng mà làm marketing cũng nên... Đúng rồi, giữ marketing là luôn bảo vệ cái quan điểm của mình. Đúng rồi, đó là một trong những cái trách nhiệm mà nếu một cái tin mà làm đúng mình, cũng được mình lắm á. Không lấy quyết định rồi. Đấy là nói có một tin mà cũng hiểu mọi người ấy mà. Đấy thì mình có đến cuối cùng chính thức thì cũng chưa? Chưa có. Bên đây em có hai mối tình thức và vài mối tình nhỏ từ giáo. Cái gì vậy? Vài mối tình nhỏ thì mẫu giáo. Con tôi đang học mẫu giáo, phải qua anh hỏi con. Người ta nói vui thôi mà. Dạ, cô giáo mới nói nè, cô giáo mới gửi tình. Ôi, cái đó là nó dẫn chơi, nó là con phim giống giống, nó biết trai gái đâu mà. Thấy không? À, hai mối tình đó là mình quen lâu không thiệt? Dạ, em mới chia tay khoảng 5 tháng. 5 tháng? Dạ. Mình quen bao lâu? Dạ, em quen khoảng 6 tháng. Thì cũng lâu quá ha. Thì khi mà quen nghe em cũng xác định rõ là nếu mà đi xa được thì sẽ tiến. Còn nếu mà đi không được thì dừng. Không có làm mất thời gian của nhau. Dạ đúng rồi. Thì nhanh gọn lẹ, chính xác ha. Dạ đúng rồi. Hơi vội không? Nhưng mà quyết định hơi vội. Mẹ nữ đó sống với chí hơn em. Mẹ nữ đó quyết định. Còn em là người mà khoảng thời gian sau đó thì rất là xả cô đơn. Cho nên là em thật biết thôi. Dạ. Nhưng mà sao mà người có hình xăm rồi có bông tai mà cảm thấy đó là cái tiếp này? Tại vì thường trong cái môi trường làm việc của em và mọi người hay bảo là xăm mình thì rất là khó đấy, là không có thiện cảm. Và đeo bông tai bên trái mọi người hay bảo là trong cộng đồng LGBT là thực sự không có. Đó là chỉ là nghĩa tất nhiên tự câu điểm như mình một cái đó xăm được mà. Cái đó chỉ là một trong những cái quan điểm về cho mình thấy mình trẻ trung hơn, mình thích điều đó mà. Anh gái, bên kia thì có hai mối tình, nói chung là cũng không có gì sâu sắc lắm đâu, không có lo, coi như hai đứa còn trẻ lắm, đúng không? Tháng 6 tháng rồi. Mối tình 6 tháng là sáng tháo đó. Bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào, có thể diễn tả cho một người biết được không? Sự thì, nói một người nó dễ là không học, chỉ có học là đối phương là các bạn có thể tưởng tượng là hiểu hai đứa hơn nhau á, nói chuyện hơn, sống một người quan trọng.
Một chàng trai cao thấp, trai cao mặt tốt, béo gầy. Một chàng trai nói gì mới nói ít, vừa phải. Cũng khó ai biết nói lúc đó. Tới chương trình ngày nay thì em muốn dành tặng bạn và mọi người bài hát tên là Đường.
và bầu trời thêm ngàn sao qua sáng, chẳng dám cho cuộc tình anh dành trao. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa thương chân trời nào, lắm nỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi được rồi đó. Bây giờ quà đây đi. Đâu có cười. Thằng Quang rồi. Thì là em chờ anh.